mấy người. Con cậu xuống nhà chơi giờ con xí hỉ. Nè. Xuống gặp anh Bi á, nói nhỏ với anh Bi kêu chị Loan dặn là anh Bi gửi cậu triệu, anh Bi đưa cho cậu nghe, nói anh Bi đó nghe, thì chị Loan bạn làm, nói nhỏ anh Bi á. Khi gọi điện hỏi Billy, sao mình không thấy quay. Trên nó không có muộn để quay đâu. Đi trên thằng em. Không thấy đăng video. Tải lên nhé. Cô bụng dài. Chắc được 3 hoặc là 2 nè, tại vì cũng biết được chịu đau thì chắc chịu được xí mấy cái cục kia mới chịu được nè. Tao biết con gì tao chết liền. Tao biết con gấu bông nè. Khi nào nó là con gấu hay là con gấu bông? Con cá hay con gấu bông?
À thì ấy chứ. Mày gọi là con cá bông. Lấy đi. Lấy mặt nó anh đặt vào bút này. Phạt, phạt, phạt. À, bữa nay có vụ phạt nó vui nè. Xong hấp hối nằm đó. Hốt đi. Ba cái bộ từ cái cục nó mấp mấp. Hôm nay xin ngủ quê. Mông lớn quen rồi, giờ cầm mông nhỏ khó chịu. Đúng rồi, tiền nhiều quen rồi, chờ tiền ít chịu được ha. Khó chịu ổ. Chờ bên kia nè, chờ cả gần tiếng luôn á. Thì mà ai làm được không, có ai làm được không hay là phải chờ cốc à? Bên kia chờ à? Đó, chị ngồi cùng nữa. Cùng nữa, nữa chờ. Dạ.
chờ được.